Chào các bác, hôm nay Thao Chim Cú Gáy miền Bắc với cái số điện thoại là 0163 5305982 với địa chỉ cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, chia sẻ một cái nội dung tiếp theo về chủ đề nuôi chim cú gáy. Thì chủ nội dung này là chia sẻ với các bác là ở cái cách tập cho chim ăn ở giai đoạn là sau khi gọi là bón để tập tành biết mổ. Thì những chú chim như trên hình ảnh đây là những chú chim đuôi dài khoảng 3 phân, như con này thì ăn lúa tốt rồi. Còn chú chim ở đây là chú chim đã nó chú chim này thì ăn lúa vẫn còn bập bõm, nó nháy nháy cánh. Giai đoạn này là giai đoạn rất nhạy cảm. Khi các bạn ngừng bón hoặc các bạn tách mẹ giai đoạn này thì các bạn thường gặp phải vấn đề là chim nó sẽ bỡ ngỡ và nó chưa tìm được thức ăn. Thì thường là các bạn không nên để cống nhỏ miệng và cao, ví dụ như này nó cũng chưa đạt được. Đó, đấy các bạn thấy nó nháy nháy cánh và nó lên cầu, bây giờ chuẩn bị lên cầu. Nó chuẩn bị lên cầu. Đó, để phục vụ các bác là chuông điện thoại nhưng mà tôi cũng không thể nghe được bởi vì tôi đang thực hiện giờ trình cái clip này. Đó, thì các bác thấy là những chú chim này là những chú chim nó còn ngây dại, mình tạm dùng cái từ ngây dại, lơ ngớ, chưa tìm được cái nguồn thức ăn độc lập. Và những chú chim đuôi dài hơn ở trong này thì các bác thấy là nó cũng đã là ok rồi. Đây là những con anh chị. Đó, những con anh chị này thì nó cũng là một cái yếu tố rất quan trọng. Nó sẽ có ngôn ngữ và nó sẽ dạy cho những chú đàn em lơ ngớ này để độc lập cuộc sống và không phụ thuộc vào người bón hoặc là không phụ thuộc vào mẹ nữa. Thì cái giai đoạn này các bạn cho lên nuôi theo kiểu một vài đôi. Và các bạn nên nhớ là đây là mình đã là có khoảng 5 đôi. Mình đã có đánh dấu hết rồi. Các bạn nên nhớ là đây là những chú chim là mình sẽ cho nó độc lập. Và cái máng uống và cái thức ăn thì các bạn nên để như thế này. Đây là cái giới thiệu của các bác, đây là cái khay đá. Khay đá này thì mình sẽ để nó có cả cám. Viên thật là nhỏ. Đó. Viên nhỏ và đặc biệt là lúa nữa. Thế thì các bạn thấy là nó sẽ dẫm lên trên này và nó sẽ ăn. Thì các bác thấy là những chú chim này là những chú chim nó sẽ có ngôn ngữ với nhau và cô chị nó sẽ dạy cô em, cô chị đi cô gì để sẽ lớn đấy. Thì nó sẽ sau khi nó ăn độc lập lúa tốt thì tự nó sẽ tìm thấy ở cái cống này. Đó. Thì đây là cái mà mình để vào đây. Các bác thấy là nó sẽ rất tiện. Đó. Những chú chim này là những chú chim mình để cho nó hướng về cái độc lập. Đó, mình để cái cống này vào đây. Thì các bác thấy là đó là cái điều. Đó. Như gù thổ ghê đi. Đó, các bạn thấy chưa? Rõ ràng nếu như các bạn để ở trên cống kia thì những chú chim này sẽ không khó mà thò miệng vào mà khó tập ăn. Nhưng khi chúng ta để lên như thế này thì những chú chim lớ ngớ chúng sẽ dẫm lên và chúng sẽ nhìn theo những chú chim anh chị. Chúng sẽ đói thì chúng sẽ phải ăn. Và khi chúng đã ăn được một lần thì chúng sẽ từ đấy đổ đi, chúng sẽ biết là nó sẽ phải ăn ở chỗ nào và bắt đầu tìm vào những cống khó hơn. Thì đấy là một trong những cái bí quyết mà các bạn tập cho chim tự độc lập, tự mổ. Đó, giới thiệu của các bạn là đây là những chú chim mà mình cũng đã ngừng bón. Đó, mình cũng đã ngừng bón và mình để gần người ở trên sảnh trên này. Thì những chú chim này sẽ là những chú chim giống được bay đi trên khắp mọi miền Tổ quốc và gắn theo đó là một cái giống chim mã ngỗng phấn hồng của Thao Chim Cú Gáy. Hy vọng rằng các bác sẽ có được những chú chim, những cặp chim giống chuẩn. Đó, thì các bạn nên
liên hệ hoặc đặt trước chúng tôi. Bên bên tôi thì rất có thế mạnh về cái chim cu gáy sinh sản và chim cu gáy giống. Số lượng để cung ứng ra thị trường thì chắc là các bác xem cái kênh chim cu gáy hay trên mạng, các bạn có thể thấy là mình cũng đăng toàn những cái thực tế trong cuộc sống của mình. Đó là những ý kiến khán giả, rồi những cái đơn hàng mà mọi người đã và đang biết đến. Thì đây là những chú chim giống. Các bạn thấy là những chú chim này chúng rất là đáng yêu đó. Chúng rất là nhanh nhẹn đó. Các bạn thấy đuôi dài tầm 4 phân. Con này cũng thế. Như hai như đôi này thì nó cũng sẽ là đã bán được rồi, đã để cho anh em thoải mái rồi. Còn những đôi nó bé bỏng hơn thì mình phải nuôi thêm đó. Đây, đôi này cũng thế. Đôi này đuôi dài rồi đó. Đó. Đuôi dài rồi. Đó, anh em thấy đấy này. Đó, mình đó. Và nó sẽ xuống ngoan. Cái quy trình để các bạn cho chim nó ăn lúa thì các bạn phải cho ăn cám và đá cám vào cùng với lúa, sau đó là ngừng cám dần, ngừng cám dần. Đó, thì ăn lúa là một trong những cái yếu tố mà làm nên sự ổn định về sức khỏe cho con chim cu gáy rất tốt. Đó. Đấy, những chú chim này mới đầu thì chúng ngơ ngớ đấy thôi, nhưng mà khi đến lúc đói đến mức độ tột cùng thì chúng sẽ phải bắt buộc chúng sẽ phải có những cái ngôn ngữ đối với đàn anh đàn chị, và chúng sẽ phải tìm đến những cái cống, những cái chỗ ăn như thế này, nước uống như này. Đó, theo một cái bản năng đói là phải tìm mà ăn. Đó. Những cặp chim như này là những cặp chim thường là sẽ là cùng một lứa giàn bố mẹ, và chúng ta sẽ quy ước là theo cặp và có quy ước về trống mái. Nếu như các bạn tinh ý, các bạn xem theo dõi những cái clip, có những một số những người là đặt của thao là chỉ mua một con chim trống duy nhất, và đến bây giờ sau 6 tháng thì nó cũng là một con chim của trống, chim trống gáy giọng thổ. Mà các bác thấy là điều đó rất là khó khăn, bởi vì xác định giới tính cho chim cu gáy không hề dễ một tí nào cả, và các bạn chỉ có đi vào nuôi hàng ngày, hàng năm, hàng tháng, và nuôi trong có một quá trình lâu dài để các bạn đúc rút ra được một kinh nghiệm xương máu. Kinh nghiệm này rất có thể là đó là cái mà nhiều người cần phải có những cái sự trải nghiệm lâu dài. Bao giờ các bạn nuôi đến số lượng chim đến hàng trăm đôi, và các bạn thấy đấy là khi một số người người ta cũng không có nhu cầu nuôi sinh sản, bởi vì ở thành phố các bác không có nhiều diện tích, các bác chỉ có thời gian để nuôi những cái con 1-2 con chim trống mà các bác muốn nuôi từ nhỏ. Thì cái điều đó là các bác ra đề bài như vậy thì mình sẽ phục vụ các bác. Còn các bạn mà nuôi để mà nuôi sinh sản thì các bạn phải yêu cầu là đúng một trống một mái.
Thì đó, mình cũng đã phục vụ được cho một số bạn là đã nuôi và đã đẻ, đến bây giờ là ra thành con rồi. Đó thì các bạn yên tâm là khi trong quá trình nuôi, nếu có những băn khoăn gì thì các bạn có thể nhắn tin qua cái Zalo của cái số điện thoại là 0163 530 5982, hoặc là các bạn gọi thẳng vào số đấy, hoặc là các bạn có thể là tương tác bằng tin nhắn comment qua những kênh Facebook là Chim Cô Gái Hay và kênh YouTube cũng là Chim Cô Gái Hay. Đó là mình xây dựng lên cái diễn đàn về chim cô gái để trao đổi cái kinh nghiệm và cái niềm đam mê chim cô gái, và đặc biệt là hàng mùng 10 hàng tháng mình sẽ ra những cái chương trình vui chơi bổ ích lành mạnh để cho các bạn và các bác cũng tham gia. Nếu như trong những các bạn tham gia đó ai may mắn thì sẽ nhận được những món quà, đó là các bạn sẽ nuôi giúp mình những chú chim cô gái thân thiện, và cái đấy là hoàn toàn miễn phí, bởi đó là những cái giải thưởng của những trò chơi rất là nhẹ, rất là lành mạnh, không có tính chất ăn thua hay không có tính chất gì quá lớn về kinh tế cả. Mong các bạn cứ nhớ là mùng 10 hàng tháng các bạn tham gia trên Facebook thì các bạn sẽ có được những cái cuộc vui vào lúc 8:30 tối ngày mùng 10 hàng tháng dương lịch. Còn các bạn có nhu cầu mua chim giống hoặc là chim bố mẹ, hoặc là chim choi choi, hoặc là chim đã thành chim khách, hoặc là những chú chim mồi, thì các bạn có thể là liên hệ cho trực tiếp cho Thao. Bên mình thì giao lưu rất là rộng toàn quốc đó. Thì đây là những cái chú chim mà các bạn sẽ mua, là những chú chim giống. Cái clip hôm nay thì mình cũng không nói cái gì mới ngoài đưa ra cái quan điểm và cái nội dung để mình các bạn biết đến mình, và đặc biệt là các bạn biết đấy, những chú chim này chúng rất là thuần, bởi vì chúng được bón và chúng gần người thì nhỏ, nên các bạn nuôi thì sinh sản nó rất phù hợp. Đó thì là cái cách để tập cho chúng độc lập là như vậy. Chúng ta dùng một cái khay đá để trên sàn như thế này và nó sẽ học nhau, nó sẽ ăn. Đấy, những chú này nếu như các bạn để vào một cái lồng nhỏ và cao, cóng cao thì chúng sẽ đói kiệt và gầy trơ, yếm của chúng gầy như một cái lưỡi dìu, và chúng sẽ gầy rồi chúng sẽ lả và chúng sẽ gọi là không tồn tại. Thì chính vì vậy là một số các bác là cũng chưa va phải những cái việc này. Tôi chia sẻ như này một phần là để cứu mạng một số những chú chim còn đang ngây ngô, chưa trưởng thành hẳn, nhưng mà các bạn là cũng chưa có kinh nghiệm để tập cho nó trưởng thành hẳn, thì các bạn lên tạo một cái máng ăn, ví dụ như cái khay đá đây đó. Nếu như các bạn có một khay nữa, các bạn để nước vào đây cũng được, nhưng tôi nghĩ là nước thì nó đã ăn được thì nó khát nước thì nó cũng sẽ tìm được, và nó dễ dàng uống nước, bao giờ nó cũng dễ hơn là ăn. Đó, nếu mà các bạn có điều kiện có thể cho một cái khay đá như thế này đựng nước ở một góc ngoài này cũng được. Những chú chim này là những chú chim rất là có ngôn ngữ với nhau, chúng sẽ truyền tải cho nhau. Đó, các bạn nhìn thấy những chú ăn mặc dù rơi vãi rất là vụng về, thế nhưng mà đó là cái cách mà mình hướng đến các bạn. Đó, chúng sẽ có ngôn ngữ với nhau và chúng sẽ lần lượt chúng nhảy xuống chú ăn, thấy không? Đó, như cái bạn này đang ngây ngô đang nhìn thấy anh là chị đang ăn tốt rồi, thì bạn này muốn nhảy sang để ăn. Đó, bạn đi đi lại lại, bạn đi vòng ra đằng kia rồi bạn sang bạn ăn bây giờ. Đó, 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 các bạn thấy không? Đó, thì đó là những cái cách mà chúng sẽ nhau, chúng sẽ có ngôn ngữ tập thể, ngôn ngữ của nhau. Đó, các bạn thấy không? Chúng ăn rất là vụng về nhưng mà chúng sẽ nhặt. Nếu như cái thóc lần này chúng chưa nhặt được thì chúng sẽ nhặt được những hạt cám. Đó, các bạn thấy không? Đó, rất là tuyệt vời. Một cái khay đá này không đáng bao tiền cả, nhưng nó giải quyết. Bởi vì là khi là chúng ta nuôi đông này thì chúng sẽ học nhau. Đấy, con kia nó sẽ nhặt một cái hạt lúa ở trong cái cống nước, thì chúng đồng nghĩa với chưa việc chúng phát hiện trong đấy có nước, và chúng sắp thò mồm mà chúng rít bây giờ. Đấy, chúng thò mồm mà chúng rít.
mà một con giết được thì những con kia nhìn thấy thì đương nhiên nó cũng sẽ giết được. Đấy là theo bản năng sinh tồn, bản năng để vươn lên để sống. Đó, các bạn thấy những cái clip này tuy nó không có cái giá trị gì về theo một cái quan điểm giải trí, nhưng đấy nó là một cái kinh nghiệm, đó là một sự chia sẻ, đó là một sự đam mê. Và con chim vu gáy là một những con chim mà trở thành những con vật nuôi cưng của nhiều người, đặc biệt là các bác cao tuổi. Thì các bác nên có một cái quan điểm cũng như có một cái nhìn nhận tốt là bên nó. Các bạn nhìn thấy những chú chim này nhặt nó rất là vụng về. Nó thì trong cái số chúng nhặt thế này thì các bạn có thể là có gạo, cái gạo gọi là gạo lứt ấy, gạo thì gạo mới bóc vào vỏ lúa ấy. Các bạn để vào nó rất thích ăn, nó mát ruột và nó ăn rất là thích. Đấy, hoặc ra các bạn có là dùng những viên hạt cám gà con được, hoặc cám chim được. Đó, mình nghĩ là cám gà con là ok rồi. Ok, đó là những cái khoảnh khắc rất là tí tách của những chú chim đang bập bẹ tập ăn. Chúng mổ thóc rất là vụng về. Đó, thì cái clip này mình chia sẻ cái nội dung như vậy. Nếu quý vị các bạn thấy cái kênh chim cu gáy hay của Thao Chim Cu Gáy ngoài miền Bắc với cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, mang lại một cái niềm vui nhỏ nhỏ mà sự bổ ích đóng góp cho cái diễn đàn chim gáy, quý vị các bạn có thể đăng ký kênh hoặc là kết bạn trên Facebook hoặc là trên cái mạng xã hội. Các bạn có thể là tương tác và trao đổi những cái kinh nghiệm, cũng như có thể là các bạn thực sự tin được, các bạn sẽ có thể đặt được những chú chim gáy giống hoặc là những chú chim cu gáy theo yêu cầu của các bạn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.